Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Nguyễn Đức Minh. Hôm nay mình sẽ review về ngày thứ 3 của event Giáng sinh của Rise of Kingdoms. Mình cứ lộn hai cái tựa game đó ngoài. Như hôm qua thì mình đã review về những tên trộm chơi chẽn và điều ước Giáng sinh. Thì hôm nay có sức mạnh thiên đỉnh và nhanh tay lẹ mắt, là trả lời mấy câu hỏi với lại nhặt từng mảnh, và học viện tối ưu này là mình 82k là do cái nhà chính của mình cao, nên thì cái sức mạnh kỹ thuật này nó 82.000 lận, còn cái ạc clone của mình thì nó chỉ có 40 mấy ngàn thôi, tại vì cái tòa thị chính của nó khá thấp. Tòa thị chính càng thấp thì sức mạnh kỹ thuật của cái event này càng thấp nha các bạn, nhưng mà nhận được mức phần thưởng là y chang nhau. Học viện tối ưu này nó sẽ gắn với cái event băng tuyết đây, gắn với cái event băng tuyết. Ngày 1 học viện tối ưu nè các bạn. Đó, thì sức mạnh kỹ thuật tăng lên 100.000 thì cái event này nó sẽ gắn với cái học viện tối ưu. Vì vậy các bạn nên sử dụng tăng tốc, tại vì cái này có một ngày thôi nha các bạn. Cái này có đến 7 giờ sáng mai là hết nha. Hiện tại mình làm video lúc 1 giờ. Thì 7 giờ sáng mai nó sẽ hết cái event này. Thì các bạn nhớ làm match cái event này, tại vì 3 giờ tăng tốc và 650 ruby khá là ngon. Mình cũng nhận được một tin ngày 4, ngày 5. Ngày 3 là hôm nay mình làm về ngày 3 thì đánh Baradian. Đánh pháo đài Baradian 30 lần, nhưng mà các bạn đánh 10 lần thôi nha. Ngày hôm nay các bạn chỉ đánh 10 đến 15 lần thôi để hoàn thành cái event, nhặt từng mảnh này. Đánh pháo đài các bạn mỗi ngày sẽ nhận được 20 mảnh ghép. Đó, đánh pháo đài mỗi ngày các bạn sẽ nhận được 20 mảnh ghép nha. Đây, mảnh ghép nè các bạn. Mình mới đánh pháo đài xong thì mình được 1 mảnh ghép. Hồi nãy mình được 2 mảnh ghép, cái này là tỷ lệ nó ra hên xui nha các bạn. Mỗi ngày các bạn đánh đủ là được. Đủ cái 20/20 này là ok. Và mua đồ ở trạm đưa thư. Mua thì nó sẽ có mảnh ghép. Hiện tại thì trạm đưa thư của mình không có cái gì hết nha các bạn. Với trợ giúp liên minh. Cái phần trợ giúp liên minh này nó cũng nằm trong event 3, ngày thứ 3 của băng tuyết của Giáng sinh nè. Đó, các bạn trợ giúp đồng minh 400 lần, hoàn tất đóng góp liên minh. Đóng góp liên minh này là nó nằm ở kỹ thuật nha anh em. Đây, công nghệ. Đây, đóng góp liên minh. Đó, và theo mình biết là ngày 4 thì mình sẽ có event 3.000 phút tăng tốc. Thì các bạn dùng ngày 3.000 phút tăng tốc đó để xây dựng. Đây, để xây dựng cái sức mạnh xây dựng lên. Ngày thứ 5 là lính gác. Ngày thứ năm là đánh đánh giá thì các bạn đến mấy cái thánh đường mà level thấp thấp á, tùy theo sức mạnh cá nhân của bạn như thế nào, hoặc là bạn đánh team, bạn kéo 3-4 người đến đánh. Còn về event sức mạnh thiên đỉnh thì kiếm 1 triệu sức mạnh thì hoàn thành cái event này. Event này khá là khó đối với những người mà hiện tại là đang 1-2 triệu lượt chiến. Còn 3-4 triệu trở lên thì các bạn up một cái công nghệ hoặc là xây một cái nhà thôi, nó mấy chục ngàn rồi. Đâu rồi, mình đang nghiên cứu cái tốc độ di chuyển, tốc độ hành quân của quân lính. Đây mình đang nâng cái bản đồ, bản đồ mình là đang 31.000, mình nâng là mình hoàn thành cái học viện tối ưu. Và 6 lên 7 thì 17 ngày thì các bạn sẽ nhận được 135.000 sức mạnh, hoặc là các bạn nâng cấp lính 4. Đó, khá là nhiều sức mạnh luôn nha các bạn. Sức mạnh thiên đỉnh là các bạn nạp vào là event này xong ngay luôn nha. Còn mấy người mà không có nạp chơi phi thì các bạn ráng tăng tốc nè, nó cho tăng tốc thêm nè các bạn, nó cho tăng tốc huấn luyện thì các bạn làm luôn cái event ấy luôn, cái event huấn luyện lính luôn ở trong băng tuyết luôn. Nè, sức mạnh độ quân tăng lên nè các bạn. Đó, như mình đã cho cái tips hôm qua cho các bạn là về huấn luyện đội quân á, để tăng gấp đôi lực chiến khi mà huấn luyện một đội quân. Thì hôm nay các bạn cứ áp dụng cái đó để các bạn kiếm mấy cái tăng tốc này để huấn luyện đội quân lên. Huấn luyện đội quân thì nó cũng tăng cho cái event sức mạnh thiên đỉnh luôn nha các bạn. Đó, tăng luôn cái sức mạnh thiên đỉnh. Đó, cái này là gồm 3 cái: xây dựng, huấn luyện và công nghệ. Là các bạn lên 1 triệu lượt chiến trong mấy ngày á, trong 4 ngày, tính luôn ngày hôm nay là 4 ngày. Còn học viện tối ưu thì mình nâng mới có một cái do thám thôi mà nó lên 77.000 lượt chiến rồi. Lượt chiến cao khá là ngon nha các bạn. Đóng góp thì các bạn open clan ra, mở cái clan ra để cho clan nó vào, nó giúp đỡ các bạn làm cái event này nhanh hơn, đỡ tốn thời gian. Nè, ai cũng có thể tham gia. Đó, cài đặt. Và chờ mình xíu để mình open cái pháo 2 nè. Open cái pháo 2 cho anh em đánh lấy cái event nhặt từng mảnh. Đó, mỗi ngày mình đánh cho đủ cái này thôi, còn lại thì mình đi làm mang rợ. Các bạn chừa thể lực cho đi làm mang rợ. Đó, mang rợ chơi chẽn nè, cái event này khá là ngon nha các bạn. Còn trang trí của mình thì mới là level 15 thôi, tại vì mình hôm qua mình khá là bận, không có thời gian cho việc này luôn á. Hiện tại thì mình chắc mất hết 3 ngày á, 3 ngày đúng để mình hoàn thành được cái event này. Mình cứ nghĩ là 3 ngày rưỡi thôi. Còn cái event này nó cho cái gì mình cũng không biết nha các bạn, mình cũng chưa có nắm được tình hình nữa. Tại vì mình là người mới chơi, mình mới chơi mùa đầu thôi. Chậm đưa thư trợ giúp liên minh. Đó, các bạn nhớ hoàn thành 20 lần cái này trong hôm nay nha. Ngày mai nó sẽ reset lại, nó cho các bạn 4 ngày, và hôm nay xong thì còn 3 ngày nữa thì các bạn làm cái event này. Đó, trả lời các câu hỏi trong đây, nhận được khá nhiều quà nha các bạn nè. Đó, trả lời thời gian thấp nhất thì các bạn nhận được nhiều quà nha các bạn ơi. Đó, chìa khóa vàng với cái ruby thì khá là ngon. Còn tăng tốc thì các bạn có thể mua ở trong shop đồ. 200 ruby thì các bạn có thể mua được 5 cái tăng tốc 60 phút mà chỉ tốn mà tiêu tốn 70% giá sale á. Cái event này cũng có bảng xếp hạng nha các bạn. Trả lời tốt nhanh nhất thì các bạn nhận được top 1 nè, 600 phút đồng hồ nha các bạn, ngon lắm. 600 phút tương đương với 10 tiếng đó. Đó là về ngày hôm nay. Các bạn nhớ hoàn thành mấy cái này càng sớm càng tốt nha các bạn, đỡ phải đi farm được. Nhưng mà các bạn cũng phải tối ưu cho mấy cái việc này, mấy cái sức mạnh đội quân này nè, từ từ thôi. Mấy sức mạnh đội quân và cái xây dựng sức mạnh này nè, thì từ từ các bạn lên từ từ. Để ngày thứ 5, ngày thứ 6 gì đó à, nó còn 4 ngày nữa các bạn. Event này là đến ngày thứ 5. Xong ngày thứ 5 thì các bạn còn 1 ngày để các bạn làm hết cái event này nữa. Đó là các bạn nhận ngày thứ 6 là các bạn full. Nhớ làm hết cái đó, mình cũng chưa biết phần quà là cái gì nữa. Nhưng mà mình nghĩ là khá là ngon, tại vì cái event này nè, đó, nó cho quá trời đồ luôn. Chuẩn bị Giáng sinh đồ thì mình đã review vào ngày thứ nhất rồi nha các bạn. Còn tên trộm chơi chẽn thì các bạn đánh xong pháo đài khoảng 15-20 lần tùy vào độ hên xui của các bạn nhận được cái mảnh ghép á. Là thì các bạn xong cái pháo đài rồi các bạn làm đánh mang rợ, tại vì nó chỉ còn ngày hôm nay nữa là hết rồi. Các bạn nhớ chia lịch ra để làm nha. Thì thể lực của các bạn cũng bị hạn chế. Sau cái đợt này mình cũng không biết cái event này nào sẽ ra nữa, thì các bạn nhớ tích thể lực lại. Rồi ngày hôm nay là chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay like và subscribe kênh của mình nha. Đây còn về phần xếp hạng này, các bạn ráng đua top được quà quá trời nè các bạn. Vật liệu, thiết bị, huyền thoại thì các bạn có nhà level 16 thì các bạn sẽ có cái vật liệu này nha. Mấy cái này khá là ngon nha. Tượng vàng đồ khá là ngon. Đây vật liệu nè các bạn. Các bạn chế tạo ra nhiều, thật nhiều mấy cái này để trữ và nâng cấp nó lên. Nâng cấp nó lên và cái này phân tách nó ra, tháo gỡ ra thì rất là tốn, đừng có tháo gỡ nha các bạn. Đó, mình có thể rèn được mấy cái này rồi, nhưng mà mấy cái này mình cũng không có cần lắm. Nó cũng khá là ngon nhưng mà nó tốn vàng lắm các bạn. Nó tốn vàng thì mình sẽ không nâng được lên được đến 4. Đến 4 nó sẽ ngon hơn là bạn úp cái này nha các bạn. Đến 4 thì các bạn tốn chỉ có bao nhiêu đâu. Để mình xem đến 4 nào. Hiện tại mình nâng từ từ, mình không có gấp. Tại vì clan mình cũng không có chiến tranh nhiều, nên các bạn đừng có gấp mấy vụ mà lính 4 này nhiều. Tại vì nó khá là tốn kém nha. Chủ yếu nâng nhà chính lên thôi. Đó, các bạn tốn bao nhiêu đây nè. Mà các bạn tốn 1,5 triệu để các bạn lấy 4% sức mạnh thì điều đó không nên nha. Các bạn úp cái này lên là tăng sức mạnh với lại tăng thuộc tính của lính lên khá là nhiều luôn nha các bạn. Mình review về thuộc tính nè. Từ đấy là con samurai của mình nè. Đó. Thuộc tính là nó 200 nè. 202, 192. Đó, nó hơn khá là nhiều luôn nha các bạn. Chủ yếu là sức khỏe nè. Cái sức khỏe là cái mà thấp nhất, các bạn nên nâng nó nhiều nhất nha các bạn. Tại vì một con lính mà đi đường binh nó sẽ rất là mạnh, nhưng mà nó nghiêng về một thứ thì nó sẽ yếu rất là nhiều. Như các bạn giáp lá cà thì các bạn nhiều lính thì các bạn có thể ăn được. Nếu mà tấn công các bạn cao thì các bạn có thể ăn được người khác. Nhưng mà các bạn mà thua lính người khác á, thì sức phòng thủ và sức khỏe nó khá là quan trọng nha các bạn. Các bạn càng chịu được lâu dài trên chiến trường thì cái tấn công của bạn càng tăng cao, tại vì cái đội quân của địch đó nó sẽ bị giảm sát thương khi mà lính của nó chết nhiều hơn lính của bạn nha. Đó, thì cái sức khỏe với cái phòng thủ này khá là quan trọng. Các bạn nhớ nâng cái phòng thủ và sức khỏe nó lên cao cao nha. Còn tấn công á, thì các bạn nâng vừa vừa thôi, tại vì các bạn xài Mina với cao cao nó cũng đam khá là nhiều rồi. Thì các bạn dồn đam nữa thì nó sẽ bị thọt khi các bạn đánh trận chiến lâu dài. Các bạn chỉ đánh solo 1-1 được thôi. Còn các bạn mà đánh mà một mình bạn mạnh mà bạn chấp, thí dụ mình 4 mil lực chiến đi, bạn chấp 3 thằng mà 2 mil đi, thì các bạn sẽ yếu thế trước cái thằng mà cuối cùng đó các bạn. Còn các bạn nâng máu, nâng sức khỏe với lại phòng thủ thì các bạn có thể trụ sau 3 đợt lính đó khá là dễ dàng. Còn các bạn đam cao thì mệt mỏi à. Các bạn đam cao này mà sức khỏe với phòng thủ yếu thì các bạn mệt mỏi với nó luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thấy hay like và subscribe kênh của mình nha. Hôm nay ngày 3 là chỉ có như thế thôi.